của bé sổ mũi liên tục với chiếc khăn để lau. Sơ cũng gọi thầy Bùi Cúc Châu rồi đọc 20 lần là 2660 xin chữa cho bà khỏi sổ mũi. Sau đó sơ thấy là sổ mũi bớt dần và sơ đọc tiếp 10 lần nữa thì bà hết sổ mũi. Sáng sớm nay khi mà mình thức dậy thì mình nhận được một cái tin nhắn của một học viên, đó là sơ Thu Hồng ở dòng nữ kỳ thánh thể. Sơ học viện trần từ tháng 12 năm 2021 thì đến hôm nay đã hơn 1 năm. Sơ có cái cơ hội sơ thực hành, sơ chữa bệnh và sơ dạy diễn trần cho người Congo, người châu Phi á. Chúng ta hay nghe là Tết Congo á, dài Tết Congo. Sẽ chia sẻ với mọi người nghe cái tin nhắn của sơ. Sơ viết như sau: à, cô Thảo mến, sơ nghĩ phải chia sẻ với cô để cô giúp cho ai cần khi không thể chữa với dụng cụ diễn trần. Hôm qua sơ đi thăm một sơ rất xa, đường dài không biết bao nhiêu cây số, nhưng mà trên xe buýt chạy từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trên xe cách sơ một ghế một bà mẹ khoảng 30 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Bé nằm ngủ gục trên đùi của mẹ nó, thỉnh thoảng nó cứ ho một cơn 2-3 tiếng rồi ngủ tiếp. Đến khi bé ho nhiều thì bé không thể ngủ được nữa thì bé khóc. Trong tay sơ có cây giò và sao chổi, nhưng mà sơ rất là muốn chữa cho bé nhưng mà lo ngại là người ta cho mình là làm hại con thì con họ, nên là sơ không dám chữa. À, sơ đành gọi thầy Bùi Cúc Châu và đọc 2660 xin chữa cho bé, xin thầy chữa cho bé hết ho. Sơ đọc đến 30 lần thì bé không còn ho nữa. Còn mẹ của bé sổ mũi liên tục với chiếc khăn để lau. Sơ cũng gọi thầy Bùi Cúc Châu rồi đọc 20 lần 2660 xin chữa cho bà khỏi sổ mũi. Sau đó sơ thấy là sổ mũi bớt dần và sơ đọc tiếp 10 lần nữa thì bà hết sổ mũi. Đã, sơ thấy hay quá, sơ liền cảm ơn Chúa và cảm ơn thầy Bùi Cúc Châu. Sơ chia sẻ để cô có thể chia sẻ cho các học viên. À, còn một vài trường hợp nữa, nhưng trường hợp một sơ đi cùng với sơ ở cộng đoàn đi lễ, sơ phải chống gậy vì đau đầu gối. À, cái đau đầu gối này của sơ từ rất lâu rồi, bước đi không co được gối lên được. Vậy mà đi một chuyến với sơ, sơ lo vì sơ không thể đi với sơ được, sơ cứ đọc 2660 liên tục. Thế mà sơ ấy đi được bình thường, không đau. Ngồi trên xe quá lâu mà khi xuống xe sơ ấy đi không đau nữa. Tuyệt vời. À, đây là một tin nhắn rất là dài. À, sơ đã cất công viết. Và con nhân nhân đây thì con cảm ơn sơ Hồng rất nhiều, bởi vì sơ cái việc là để dành thời gian để viết một cái tin nhắn để lại dài như thế này là cái việc mà cũng là phải dành rất là nhiều tâm huyết rồi, phải có một cái ý nghĩa nhất định rồi thì sơ mới các sơ mới làm được, vì đối với các sơ thời gian là vô cùng quý giá, cái việc di chuyển rồi việc phục vụ cho rất nhiều người, và sơ ít khi sơ nhắn tin, thường là gọi điện thôi, nhưng mà để viết được một cái tin nhắn dài như thế này là sơ biết rằng vì nó phục vụ cho nhiều người, nó có giá trị đến với nhiều người, nên con xin cảm ơn sơ Hồng rất 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 là nhiều. Và nhân đây thì con cũng xin cảm ơn tất cả những cái báo cáo của các sơ, và cái báo cáo hôm nay rất là đặc biệt vì nó về 2660 và về một cái cách mà chúng ta ai cũng có thể dùng, ai cũng có thể dùng, và chúng ta lại còn giúp được cho những người ở xa mình này, không những ở gần mình này, đúng không ạ, cái người ở cách mình vài mét này hay là cách mình ở thiệt xa này, nhưng mà đó là cái gì, đó là cái sự kết nối, là không trong cái chiều kích thì không có sự kết nối, kết nối mà không có kết nối có nghĩa là gì ạ, kết nối giống như là mạng ấy, không dây vậy đó. Chúng ta dùng cái kết nối không dây nhưng mà chỉ cần là tâm nối tâm thôi, chúng ta nghĩ đến người đó. Và một cái nữa là những cái con số nhiệm màu, đó là con số 2660, hy vọng mỗi buổi sáng chúng ta được nghe những cái lời trong bài lời bài hát được phổ nhạc ấy, thì chúng ta 2660 nó đến với chúng ta một cách êm ái, nhẹ nhàng, dịu dàng, và nó dễ ngập ở trong lòng của chúng ta lâu hơn, dễ nhớ hơn. Từng lời một ở trong cái bài hát đó thì đều được con rất là cẩn thận, tỉ mỉ, trau chuốt để làm sao nó diễn tả được hết cái ý nghĩa của hai cái con số 2660. Nên mọi người hãy dùng nó thường xuyên hơn. Nếu mà trong những cái lúc mà cần kíp giống như là sơ Hồng vậy đó, thì chúng ta có thể sử dụng nó. Dạ. Và 2660 cho tất cả những ai biết và tin hai con số này, chúng ta mỗi lần của chúng ta 2660 chúng ta nhớ là chúng ta xin thầy tổ Bùi Cúc Châu, giống như là sư Hồng đã từng làm á, sư Hồng làm với các cái ca mà sư Hồng còn thành công rất nhiều ca khác nữa.
trong một năm vừa rồi mà Xuân Hồng giúp được cho cả người nhà Việt Nam để thoát vị đĩa đệm, em gái của Sơ, nên là chúng ta cứ tự tin chúng ta làm với một cái niềm tin mãnh liệt.